Hoặc có người đến xin con trai cho con trai, xin con gái cho con gái, xin vợ cho vợ, xin chức quan cho chức quan, xin đất đai cho đất đai, xin ngôi vua cho ngôi vua, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, xin tay chân cho tay chân, xin lóng đốt cho lóng đốt, xin máu thịt cho máu thịt, xin da xương cho da xương, xin tôi tớ cho tôi tớ, xin loài vật cho loài vật. Như vậy tất cả mọi thứ đều tùy theo sự mong cầu, đều bố thí vật trong ngoài. Tuy làm việc bố thí như vậy mà còn có ý cứ vào đó, nghĩa là khởi lên ý nghĩ. Ta là người cho, kia là kẻ nhận. Ta làm thí chủ, ta không san tham. Ta theo lời Phật dạy nên xả bỏ tất cả. Ta thực hành bố thí ba la mật đa. Khi người đó thực hành bố thí, đã dùng có sở đắc làm phương tiện, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nghĩ như vậy, ta đem phước này bố thí cho các hữu tình, khiến cho họ đời này đời sau được an lạc, cho đến chứng đắc vô dư niết bàn. Để kia hành bố thí mà còn chấp trước tam luân, một là tưởng mình, hai là tưởng người, ba là tưởng vật thí. Do chấp trước tam luân này mà hành bố thí nên gọi là bố thí ba la mật đa thế gian. Tại sao gọi sự bố thí này là thế gian? Vì tu hành đồng với thế gian nên không có động lực để vượt khỏi pháp thế gian, như vậy gọi là bố thí ba la mật đa thế gian. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào khi hành bố thí tam luân phải thanh tịnh, một là không chấp ta làm người cho, hai là không chấp kia là người nhận, ba là không chấp sự bố thí và quả báo của nó. Đây là đại Bồ Tát hành bố thí tam luân thanh tịnh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào dùng tam